Và sáng nay định giao lưu với mọi người một vài cây phôi. Đó là cây số 1 này. Cây số 1 này thì mình lấy được 3 chi nha mọi người. 3 chi. Chi 1 này, chi 2 này, chi 3. Lấy được 3 chi. Cái này có một bộ thoát thân từ gốc đớ lên thân là nó rất là quái nha. Đẹp. Nói chung đẹp, mấy cái này là chơi mini bonsai ok. Được nhiều dáng thớ lắm. Thích dáng lâm cũng được mà mình cắt cái chi một mình chơi dáng văn nhân đó. Cắt cái chi một thì nó có một cái bộ thoát thân là hay. Lên mình chơi dáng văn nhân rất là ok, mình lấy hai chi thôi. Bắt đầu mình tạo dựng một cái ngọn với lại chi, một cái chi đô với một cái chi ngang đó. Một cái chi ngang như thế này mình được dán văn nhân, hoặc là mình tận dụng mình đỡ ba chi thì nó được cái cây dán trực của Bình Định đó. Cây số 1 này phần thân thì nó rơi vào tầm 11-12 đó. Cây cuồng cây nó đẹp, lượng uyên chuyển gốc đớ này mọi người ha, gốc đớ chân trụ nó rất là vững nha, chân trụ rất là vững. Đây là cái lớp rong rêu nó bám rồi. Mọi người vào vệ sinh lại là nhìn lại coi nó sạch sẽ, nó đẹp không. Rồi, phôi số 1 ha. Rồi, đây là cái phôi số 2. Phôi số 2 này mình lấy được 4 chi. Này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó, mình cắt ngọn ngay vào đây. Đó, được 4 chi. Đó mọi người ha. Coi nó càng lên cao là các đoạn khoảng cách giữa hai chi á là nó rút lại không. Nói chung mấy cái này là nó chi nó chân rồi, chân chi rồi đó, các chi nó ra đúng điểm dương của nó. Ngay chỗ cái ép cua này là nó ra chi thành băng à đó. Nói chung là nó lùng lùng mà nó khéo. Đây là cái form dáng lùng này mọi người, form dáng lùng này xưa người ta lấy nhặt chi đó. Thì đỡ nó cao rơi vào tầm 40-45 đó. 45, mấy cái này mình ghép mình chơi bonsai ok. Rồi, cây số 2 ha. Rồi, đây là cây số 3. Cây số 3 có một bộ gốc đớ nó rất là dữ. Hình thân này rơi vào tầm 12-13 đó. Đây trịnh ướm chừng nó nhỏ thôi nha mọi người, tại cũng mấy cái phôi này cũng không có đo kỹ à, các tay cành mọi người không, nó ra đúng điểm dương nó này, được chi 1 này, chi 2 này, chi 3 này, chỗ này lấy được là chi 3 nha mọi người đó. Các đoạn tay cành nó càng lên cao nó càng rút lại này, mình cắt ngay vào đây đó. Nó đều trong cái này có bộ cụ đớ với lại thoát thân đẹp lắm đó, chuyên chuyển đó, dàn chân rỡ mọi người thấy không đó, cây số 3 nha. Rồi đây là cây số 4 này, cây số 4 nó dàn chân rỡ nó này mọi người thấy không đó. Số 4 này lấy được 3 chi thôi, 3 chi với lại một ngọn, ba chi một phần. Chung mấy cái này là hành thân nó ngang nhau, nó có một lứa nó lùng lùng thôi, ba chi một phần. Đây là cái phôi số 5. Phôi số 5 này mình lấy được 2 chi, mình chơi dáng văn nhân ok. Cắt cái đây lấy được 2 chi, đây 2 chi hình thân cây này nhìn nó rộng lắm, hình thân đây thứ 14 lần đó. Chân đỡ rỡ nó nè người nhìn ha. Nói chung mấy cái này là trình chọn lọc nha, chọn lọc được 5 phôi đẹp cho mọi người cho mọi người dễ giao lưu đó, 5 phôi đẹp. Rồi, ai có thích nem phôi này lô trình để sở hữu luôn nha. Ok.
chung giờ còn đang mấy cái cỏ ồn quá à, cố gắng trình quay tranh thủ ra tưới nữa. Cái gốc đế chân rễ rồi nó đẹp, nó già rồi, nó có độ lão của nó, mình chơi bonsai rất ok. Rồi, năm cây mình mua hết 5 cây giá 2,5 triệu, mình không bao gồm phí ship nha mọi người. Rồi, xin chào, cảm ơn mọi người xem hết video ạ.